À, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình giới thiệu một cái đầu này không phải đầu là USB Wi-Fi kết nối đầu mặt đất ha. Nhãn hiệu là Pentasat. Thì cái này nó hỗ trợ cho nó kết hợp với đầu mặt đất là nó người ta kêu là USB T3 cộng. À, còn cái này là đầu T2 là T3 cộng thêm T3, có nghĩa là nó lên Wi-Fi được, lên internet được. Rồi bây giờ mình đã kết nối với một cái đầu mặt đất của Pentasat 2002 T2. Thì cái USB này á thì nó có hỗ trợ những cái dòng mặt đất sau này thôi. Mặt đất sau này mà nó có cái hỗ trợ T3 nè. Bạn nhìn cái vỏ vô nè. Đây, cái đầu này thì mình có bán là 500k một đầu. Đầu Pentasat bảo hành 12 tháng. Và nó hỗ trợ được đầu T3, Wi-Fi T3, 4K Wi-Fi nè, thấy không? 3D, hỗ trợ rất nhiều chức năng, USB, MP4 video, DVB3, DVB3 là cái đầu mặt đất á. Thì bây giờ nó đang tắt nè, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem và thử tất cả chức năng của các bạn. Thì các bạn muốn mua đầu này hoặc là USB này thì mình có hết, các bạn cứ liên hệ cho mình. Đấy, cái này là mình đang kết nối với TV cổ ngày xưa, TV đích bự ngày xưa á. Thì cái này nó đang coi cáp, thì mình chuyển đang coi mặt đất chứ. Là coi này là miễn phí, không tốn phí nha, chỉ là tốn tiền mỗi một lần thôi. Là cái đầu không là 500k. Nếu như mà các bạn lấy full bộ dây anten nào các bạn thì mình giảm giá các bạn là 550. Rất là nhiều đài. Nếu như các bạn treo anten lên cao đàng hoàng nó sẽ 80 mấy đài. Thì hướng mà cao nhất á, hướng anten tốt nhất á, là các bạn quay đi hướng Long An 205 phía Tây Nam. Đó, 80 mấy đài luôn. 80 mấy đài á là không phải đâu. Nó chỉ là 72 đài là nó hết đài rồi, nhưng mà nó chỉ thêm mấy đài nữa có thể là bị trùng hoặc là đài quảng cáo. Đài H7 này là bị trùng rồi nè. Đó, nó vô những cái đài VTP 6HD này là cáp rất là mạnh thì nó mới vô được. Cái anten rất là mạnh mới vô được. Đó, vô được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm USB này vô cho các bạn xem. À, nãy giờ nói dài dòng quá. Đó, phía sau nó có cái lỗ USB nè. Đây, một lỗ USB, một lỗ DC 5V. Là cái rắc DC này là cắm từ điện thoại vô đó. Nếu như các bạn không cắm nguồn, không cắm dây này thì các bạn cắm cục sạc điện thoại vô đây. Còn cái này là USB, cắm USB vô ha. Cắm USB nặng cho nó lên internet. Internet. Cắm vô. Rồi. Cái đầu bắt Wi-Fi. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cài đặt ha. Bấm vô đầu mode của nó nè. Bấm vô menu. Vô menu. Đó, các bạn bấm vô cài đặt, thiết lập mạng, bấm OK vô, mạng Wi-Fi, bấm vô mình muốn kết nối mạng nào thì bấm vô mạng đó. Bây giờ là mình kết nối với cái mạng cấp cứu điện tử của mình này nè. Đó, nó đã kết nối rồi. Rồi mình đã kết nối xong thì mình bấm ra, bấm exit nè, thoát nè, thoát ra luôn. Rồi mình bấm xuống cái trang cuối cùng. Bấm xuống cái càng cuối cùng là nó có cái hiệu của YouTube đó. Bấm xuống ứng dụng web nè. Ok vô. Bấm xuống video trực tuyến. Ok vô. Online video khởi động nè. Cái này là nó y chang cái YouTube của mình thôi, nhưng mà nó thẳng ra là nó hơi khó xài một xíu, tại vì nó mới lạ quá. Tìm kiếm. Mình sẽ tìm kiếm là phim lẻ. Này bấm hơi lâu, màn hình nó chéo quá. Phim Y M L E. Bấm xuống là vào. Bấm như chữ vào ha. Ok. Đó, tìm kiếm qua quá trời phim nè. Mình muốn coi phim nào thì mình bấm vô phim đó. Đó. Cái gì vậy? Phim lẻ bộ tục hay nhất thì mình muốn vô thì mình cứ bấm OK vô. Đang tải, tình trạng đang tải.
cái này thì tivi ngày xưa thôi, thì nó quay camera thì camera nó bắt không kịp cái độ nhịp xung của nó thì nó sẽ có độ nháy. Còn nhưng mà ở ngoài thì nó không có nháy đâu, bên trong nó nháy, cái điện thoại nó nháy thôi. Nhưng mà cái tivi mỏng ngày xưa, tivi mỏng bây giờ nè, nó sẽ không nháy không? Đó. Không nháy, còn như tivi ngày xưa nó sẽ nháy. Để nó tải một xíu. Đó, đã vô. Tải khoảng 30 giây ha. Đó, đã vô rồi đó. Vô phim rồi đó. Này là đang mình giống như mình đang coi phim trên YouTube vậy đó mọi người ơi. Chức năng nó rất là ok ha. Thì các bạn nào cần cái này thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình để link bên dưới mô tả video. Và cái đầu này thì có giá là 500. Và các bạn mua full bộ thì mình sẽ giá không nghĩ các bạn là 550. Thì mình bán ở ngoài là 600 đó, nguyên bộ full bộ thì 600, nhưng mà mình các bạn đặt trên mạng thì mình ưu tiên cho các bạn những người trên mạng là 550 rồi. Thì không cần mệt tay mệt chân trốn nữa đâu. Đó, nó đang xem trên YouTube. Hình full HD. Hình full HD nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tivi mỏng cho mọi người xem cái độ full HD của nó. Thì mình cấm cái cổng dây HD vô nha. Đúng là chạm bối. Nó có hỗ trợ cái dây HD. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đầu tivi mỏng. HDMI 1. Không cần phải hạ thấp đấy. Chân thành giới nhiên người yeah. Lại mạo hiểm đêm hôn hình full HD cao gì? Thì cái này nó xuất ra là hình 1080 full HD. Hôm nay chẳng có đến chợ giả nên xin mặt phép nói thẳng chúng ta đều biết kẻ thức thời mới là trang tướng thiệt. Tại tivi cổ thì nhìn nó hơi giật giật nè, hình nó giật giật nè, nhưng mà không phải giật đâu, tại cái camera nó bắt nó giật á, mà hình ở ngoài thì rất là đẹp. Còn mặt tivi bây giờ nè, mỏng ngày xưa, ý mỏng bây giờ nó mới trong vậy nè, vô điện thoại nó mới trong thôi, còn như hai thằng bên ngoài thì thằng này nó đẹp hơn luôn nè. Mặt Panasonic HD 2002 thì cái đầu này mình bảo hành là 12 tháng và các bạn lấy full bộ, ví dụ như đầu mặt đất này anten dây là 550, lấy thêm cái cục USB này là 100k là 650. 650 ha. Thì cái này là tốt hơn khi mà mình coi mọi người những người mà bà ngoại bà nội mình đó, mình mà phái coi đài á thì cứ sắm cho cái này cho bà ngoại bà nội coi. Còn đầu Android á thì không hợp với bà ngoại bà nội đâu, tại vì không biết xài. Còn như cái USB này á, có khi con cháu muốn lên mạng coi á thì cắm cái USB này vô và lên mạng coi, còn coi vẫn coi cáp bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái hệ mặt đất lại ha. Thế này rồi, bấm ra nè. Lão Ngô trung tử nặng, thoát ra. Có chuyện cầu cứu. Giờ đi. Đó, ai thoát ra trên đây. Thoát ra hết. Thoát xong bắt đầu bấm exit. Thoát. Đó. Thoát ra hết. Rồi đang xuống mặt bắc ha, đài đây, chúng đang vô đài rồi về rồi video của mình đến đây cũng xin kết thúc ha. Bạn nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với mình và mình báo giá là cái đầu này full bộ anten dây đằng đầu luôn là 550, còn các bạn lấy thêm đầu này thì 650 ha, đầu này 100 nữa, cái USB internet T3. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.